Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi review đến toàn thể quý anh chị 3 chiếc à 4 chiếc Nissan Navara đang có tại cửa hàng bên em Lợi nhá. Tổng hợp lại là 4 Nissan Navara và 6 xe Triton, 3 Ford Ranger, 1 xe Hilux. Đấy. Rất nhiều xe, Colorado là một cặp. Em sẽ review cho quý chị để có sự so sánh nhé. Chiếc xe Navara màu trắng này là đời 2020 biển Hà Nội, chạy 5 vạn lốp theo xe cả dàn. Xe thì bao zin đẹp không đâm sâu. Chiếc này đang chào bán với giá là 495 triệu nhá, 495 triệu đấy. Đồng sơn màu trắng rất đẹp này. Anh em nào hợp màu hợp mệnh màu trắng thì quan tâm nhá. La răng phay phiên bản 2020 là lên la răng 18 này. Đấy. Toàn bộ xe thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Tất cả xe không đâm xô gì. Và chiếc bên cạnh là chiếc 2017 số tự động phiên bản L một cầu. Đấy, tầm tài chính 399 triệu. Đấy, một cái chiếc xe mà lốp vừa mới thay một dàn, la răng không chảy chém, nắp thùng thấp. Và toàn bộ xe thì sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Rất là đẹp nhé. Đấy, thêm độ rất nhiều đồ chơi như ghế da, màn hình, nắp thùng. Đấy. Còn bộ xe thì em sẽ quay vào phần ngoại thất bên ngoài cho quý chị nhé. Và với cái chiếc xe này thì em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đấy. Toàn bộ kính đều được dán phím cách nhiệt và xe thì bao zin đẹp, bao trách tét. Đấy. Bên trong là chiếc Navara phiên bản VL số tự động 2 cầu màu cam mà đời 2015, 410 triệu nhé. Nắp thùng thấp. Và xe này thì biển Hà Nội một chủ từ đầu, la răng phay. Đấy, máy số là bên em bao zin, anh em cứ mang hàng check test hoặc các bác cứ đến xem so sánh giữa 4 xe. Đấy, để các bác có sự cân nhắc và cái sự lựa chọn cho mình. Đấy. Và các bác có một trong những 4 xe để so sánh với những tiêu chí mà so sánh những chiếc xe nào với xe nào nó đẹp hơn thì các bác sẽ nhìn nhận được một cái chiếc xe nó thực tế hơn. Đấy, toàn bộ mà phiên bản VL này thì được trang bị đèn LED ban ngày, đèn bi này. Đấy. Tất cả cabo là đinh bấm đinh dập nguyên zin hết nhá. Đấy. Chiếc màu xanh Kawasaki này là chiếc 2018 chạy 12 vạn, lốp bòn 3 quả lốp phía sau và 2 quả lốp trước thì bác chủ mới thay. Xe này thì đang chào bán là 435 triệu nhá. Toàn bộ xe thì bao zin bao đẹp. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong của ba xe cho anh chị em nhá. Đấy. Đồng vỏ này rất là đẹp, nhấc tay nắm móc khóa mạ chrome. Với phiên bản này thì ghế nỉ được bác chủ bọc bộ ghế da. Đấy, quả chám rất là đẹp, màu ghi. Đấy, trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu đến củ số của chiếc xe đây. Anh em nhìn củ số vô lăng này còn khá là đẹp nhá. Vô lăng củ số rất là đẹp này. Bóng khí là nguyên zin, thêm cam hành trình này. Đấy, toàn bộ tì tay này, phanh tay này, nội thất ghế này. Đấy, rất là đẹp và mới nhá. Ghế phía sau của chiếc xe đây. À, ghế phía sau này còn cực kỳ mới đây. Đấy, trần phào, nội thất này. Riêng 4 cánh cửa là bao zin, kính đèn là nguyên bản đều có số 8 và đều của hãng Nissan nhá. Anh em yên tâm, bên em Lợi đã kiểm tra chất lượng chuẩn chỉ, cam kết như video bán cho anh em và khẳng định với anh em chất lượng. Anh em cứ mang hãng, mang thợ, mang đến đơn vị thứ hai, thứ ba check thoải mái nhá. Đấy, xe đóng cửa khá là chắc chắn, xe nhập 100%. Đây, chiếc bên trong này là chiếc màu nâu và chiếc màu cam này thì được trang bị ghế da zin màu kem. Màu kem này là bản hai cầu. Đây, núm cài cầu của chiếc xe đây nhá. Hai cầu thì được trang bị ghế da xịn xòa của hãng và vô lăng khâu da, tích hợp vô lăng đầy đủ hết rồi, điều hòa auto. Đấy. Thêm tất cả các phần tem mác cột này. Đấy. Do diện tích bên em nó hơi chật nên là em không quay được chi tiết, nhưng mà trên kênh của em thì em có review từng chiếc xe một rồi. Anh em cần xem riêng thì có thể xem. Còn các bác đến có thể xem để so sánh nó cả 4 chiếc xe để nghe tiếng động cơ, chiếc nào hơn, chiếc nào kém và chất lượng như thế nào để so sánh. Đấy. Toàn bộ trần của chiếc xe này, trần nỉ và nội thất ghế này rất là đẹp nhá. Đấy. Xe bao zin từng cánh các phân keo chỉ luôn. Đấy. Vâng, đây là cái nội thất của chiếc 2017 màu kem màu bạc nhá. Đấy. Chiếc này thì 399 triệu. Đấy. Keo chỉ zin, táp lô, táp ly, ghế và trải sàn này được bác chủ bọc rất là đẹp nhá. Đấy. Tầm tài chính nhá. Rất hợp lý. Đấy. Keo chỉ zin nhá. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi,
chuyên mua bán ô tô cũng tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận thu mua tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Ưu tiên vào các dòng xe bán tải, và chủ đạo chính của em Lợi là bán tải, ngày nào cũng mua, ngày nào cũng bán. Đấy, có những chiếc xe mà về vừa mới đăng lên thì các bác ở trên kênh cũng đã ủng hộ. Này, tất cả các cái phần nội thất ghế của chiếc này. Đấy. Vâng, nội thất của chiếc màu trắng đấy quý chị nhá. Màu trắng thì được bác chủ bọc ghế da màu kem này, còn khá là đẹp đây. Đấy. Xe thì từ các cái phần tay nắm cánh cửa này, keo chỉ này, không mất một phần, bậc lên xuống rất là đẹp. Tài chính 495 triệu. Đấy. Bóng khí này, đến vô lăng củ số này, nội thất ghế này khá là đẹp và mới nhá. Trần đến tay nắm cột kèo zin toàn bộ. Đây, tem mác của Nissan là số khung của chiếc xe đây. Đấy, em để đây cho anh em có thể kiểm tra check test thoải mái nhé. Riêng các cái tay nắm này sơn zin, sơn xi zin hết. Đấy. Nội thất ghế này, trần phào, tay nắm cánh cửa, lốp là cả dàn theo xe nhé quý chị nhé. Lốp đát 2020 hết. Đấy. Toàn bộ xe thì đều đẹp và nguyên bản. Khoang máy động cơ của 4 chiếc này. Chiếc này thì máy dầu 2.5 nhá. Đấy. Máy rất là đẹp này, phanh ABS này, đến ốc tai cabo đầu răng này, nguyên bản hết, và toàn bộ các cái phần nhựa này, sơn xi vạch của nhà máy còn nguyên. Đấy. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Đấy. Toàn bộ các cái phần ốc này, cabo này, mình bấm mình dập zin hết nhá. Đây, khoang máy cái chiếc bạc đây, chiếc bạc này thì phanh ABS này, tai này, đấy, đầu răng này, chân này, két nước này đều zin hết nhá. Đấy, toàn bộ khoang máy động cơ này nguyên bản và bao check test cho anh em. Đình bấm đình dập này, tem mác cabo này nguyên zin hết. Đây, chiếc màu cam là phiên bản VL, máy cũng 2.5 đây nhá. Đấy, anh em có thể kiểm tra này. Đấy, toàn bộ tai đầu răng máy này, khoang động cơ này cực kỳ đẹp. Máy là bao zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn 4 chiếc Nissan Navara đời 2015, 17 và 18, 20. Anh em nào mà quan tâm đến một cái dòng xe mà đi chắc, ăn chắc mặc bền, một dòng xe Nhật bảo dưỡng, bảo trì, phụ tùng rất là bình dân, ổn định trên thị trường thì quan tâm video này nhé. Một lần nữa em Lợi xin chào và gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.